Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình gửi thông điệp những người chưa biết cách quản lý tiền. Thì khi nói đến quản lý tiền thì chúng ta thường nói là ô, tiền đâu để mà quản lý, tiền còn không đủ ăn lấy đâu mà quản lý. Nhưng vũ trụ thì rất yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta không quản lý được những cái số tiền nhỏ thì vũ trụ sẽ không bao giờ cho bạn những cái số tiền lớn hơn. Thì đây cũng là một cái bài học mà Sika đã mất rất là nhiều năm chưa cho mình được tự do về tài chính. Chính vì vậy hôm nay Sika sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách quản lý tiền xuất sắc của người giàu có để chúng ta rèn luyện. Đầu tiên cần phải làm đó là bỏ quỹ tự do tài chính. Bỏ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bạn bỏ hàng ngày. Mà con người là sinh vật của thói quen. Khi các bạn có thói quen tạo ra cái dòng tiền thì từ 1.000 các bạn có thể tạo ra 1.000.000 đô. Mà thói quen là cái tạo nên tự do về tài chính, chứ không phải là số tiền các bạn ạ. Và đồng thời hãy tạo cho mình một cái quỹ. Thì các bạn hãy trích ra 1/10 thu nhập để bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình. Sau khi bỏ quỹ tự do tài chính thì các bạn hãy kiểm kê bao nhiêu. Bạn thường không có thói quen kiểm kê tiền này. Mình xài khi nào hết tiền thì thôi, chứ cũng không biết một ngày mình xài bao nhiêu cả. Và bước kiểm kê thì ở đây rất là quan trọng để các bạn biết được rằng cái số tiền của các bạn đang gia tăng lên mỗi ngày, và ghi theo một cái phương thức cộng dồn, cảm nhận được cái sự gia tăng về tài chính mỗi ngày, và chúng ta đang lập lại một cái niềm tin về tiền bạc ở trong tâm trí của chúng ta. Và khi các bạn lập cái thói quen đó, cài đặt lại cái lập trình, tạo lại một cái thói quen tốt, tạo lại cái sự tập trung niềm tin, thì chúng ta cảm nhận được cái niềm tin của mình là tiền đang gia tăng mỗi ngày. Thì Sika vừa chia sẻ cho các bạn một trong những cái bước mà người giàu có người ta rất chú tâm trong cái việc mà quản lý tài chính của cá nhân cũng như là doanh nghiệp của họ. Và để thực hiện tất cả những cái bước làm sao cho hiệu quả và để cho tài chính của mình gia tăng, thì các bạn hãy join vào cái link học tập mà Sika đã gắn ở bên trên tường, hoặc các bạn cũng có thể là like, follow video của Sika để đón nhận những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.